Fundit. Sáu bảy ngày mới đẻ. À sáu ngày. Ngày hai mấy ngày nhỉ? Ngày 28 à? Ngày 6-7 ngày mới đẻ. Còn nữa, con này chắc phải 2 con nữa. Con. 6-7 ngày anh nghĩ là 7 con. 7 con nhiều quá. Thì đợt con mèo nhà anh cũng toàn đẻ 7 con. Thế yeah. Cái con đầu ấy. Sorry.